Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức được cập nhật trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, kích điện bắt sun đất để bán cho thương lái Trung Quốc đang trở thành vấn nạn, nguy cơ hủy hoại môi trường đất. Các chủ vườn cam ở Cao Phong Hòa Bình bất an vì cây vàng lá, cầu cứu tới Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cách đây vài năm, kích điện bắt sun đất rồi đem sấy khô bán cho thương lái nước ngoài diễn ra ở nhiều địa phương. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hoạt động này lại rầm rộ hơn ở các vùng chuyên canh cây nông nghiệp, đặc biệt là ở thủ phủ Cam Cao Phong, Hòa Bình. Trên các trang mạng xã hội, máy kích điện run đất được giao bán la liệt, giá khá rẻ, giao động từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng một chiếc. Loại máy hoạt động rất đơn giản. Chỉ cần cắm máy kích xuống đất, người sử dụng bấm nút là luồng điện rất mạnh phóng ra, khiến các sinh vật ở dưới đất phải chui lên, trong đó có run đất. Trên các phương tiện truyền thông đại chúng, một chủ vườn cam cho biết giá run tươi được thu mua từ 70.000 đến 80.000 đồng một kg. Một nhóm vài người đi kích điện có thể thu về 100 đến 120 kg run mỗi đêm. Các lò sấy run theo đó cũng mọc lên khắp nơi, hoạt động thu mua rầm rộ. Run sau khi sấy khô được bán cho các thương lái Trung Quốc. Vấn nạn kích run này khiến các chủ vườn cam cao phong bất an. Bởi không chỉ run bị tận diệt, kích điện xuống đất sẽ ảnh hưởng đến bộ dễ tơ của cây. Hậu quả, cam vàng lá và chết, năng suất giảm. Để ngăn chặn tình trạng kích điện run đất, nhiều chủ vườn cam phải dựng hàng rào dây thép, lắp camera quanh vườn, thức trắng đêm canh người kích run trộm. Thậm chí một số chủ vườn còn treo biển, cấm kích run, cam hỏng dễ, bắt được đền cả vườn, nếu ai bắt được thưởng 2 triệu đồng. Vậy nhưng, lợi nhuận từ hoạt động kích điện bắt run đất thu về quá cao, có thể kiếm được tiền triệu mỗi ngày, khiến nhiều người bất chấp đổ xô đi kích điện tận diệt run đất theo các chủ vườn cam ở cao phong họ đầu tư vào vườn từ vài trăm triệu cho đến tiền tỷ ngóng chờ ngày cây ra trái cho thu hoạch do đó không ít chủ vườn cam ở cao phong đã gửi đơn cầu cứu tới chính quyền địa phương thậm chí còn cầu cứu tới cả bộ trưởng bộ nông nghiệp phát triển nông thôn lê minh hoan bởi nạn kích run đang quá phổ biến khiến người nông dân trồng cam điêu đứng và có nguy cơ mất trắng trao đổi với báo chí về vấn nạn kích điện run đất ông nguyễn như cường cục trưởng cục trồng trọt bộ nông nghiệp phát triển nông thôn thừa nhận việc kích vào đất dòng điện lớn sẽ khiến run chết gây tắc hại cho đất hệ động vật và vi sinh vật khiến cây trồng bị vàng lá thế nên đơn vị này và các địa phương đang tìm cách xử lý đây là hành động cần ngăn chặn ngay nhưng hiện vẫn chưa có chế tài xử phạt hành vi này ông cường cho hay theo ông luật trồng trọt liên quan đến cây trồng trên đất còn đất lại thuộc quyền quản lý của bộ tài nguyên và môi trường trong khoản 1 điều 12 luật đất đai năm 2013 quy định về các hành vi bị cấm, trong đó có hành vi lấn, chiếm, hủy hoại đất đai. Điểm 25 điều 3 giải thích từ ngữ về hành vi hủy hoại đất là hành vi làm biến dạng địa hình, làm suy giảm chất lượng đất, gây ô nhiễm đất, làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định. Ở đây có thể thấy chưa rõ hành vi kích run đất bằng điện. Tuy nhiên, trước vấn nạn kích điện run đất đang diễn ra tại nhiều địa phương, Ông Cường cho hay, Cục Trồng Trọt đã có văn bản đề nghị kiểm tra, ra soát phát hiện và xử lý ngăn chặn hoạt động sử dụng kích điện đánh bắt run đất. Trong đó nêu rõ, hành động tận diệt run đất và các sinh vật có ích khác trong đất làm giảm chất lượng đất canh tác, gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng phát triển của cây trồng. Không chỉ vật, hoạt động này nguy hiểm, dễ gây tai nạn ảnh hưởng đến tính mạng của con người và động vật. Cục trồng trọt đề nghị Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn các địa phương kiểm tra, ra soát phát hiện và xử lý ngăn chặn hoạt động trên, đồng thời tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là những người trực tiếp có hành động kích điện run đất, các cơ sở, hộ gia đình sơ chế, thu mua, buôn bán run đất. Lãnh đạo Cục trồng trọt cho rằng cần hoàn chỉnh bổ sung các hành vi hủy hoại đất trong các văn bản pháp luật về đất đai, môi trường, nhất là khi chúng ta đang sửa đổi bổ sung luật đất đai năm 2013. Riêng về run đất, ông Nguyễn Như Cường khẳng định đây không phải là động vật quý hiếm. Do đó, nếu thị trường có nhu cầu cần thực hiện các chương trình, dự án nhân nuôi quy mô lớn, đây cũng có thể là một hướng phát triển kinh tế mới. Ông Trịnh Lê Nguyên, Giám đốc Trung tâm Con Người và Thiên nhiên cho biết, theo bách khoa toàn thư Britannica, khủng bố sinh thái thường được mô tả là chiến tranh môi trường, bao gồm việc phá hủy, khai thác hoặc sửa đổi môi trường một cách có chú ý và bất hợp pháp như một chiến lược chiến tranh hoặc trong thời kỳ xung đột vũ trang, bao gồm cả xung đột dân sự trong các quốc gia. Nạn diệt chủng xuân đất này chưa đến mức gọi là khủng bố sinh thái, nhưng là một kiểu phá hoại tinh vi. Trong khi người dân chỉ quan tâm đến cái lợi trước mắt, còn tác hại khủng khiếp lâu dài thì ít ai ngờ được. Tiến sĩ Lương Hữu Thành, Viện Môi trường Nông nghiệp đánh giá, run đất là một chỉ thị sinh học để đánh giá chất lượng của đất. Chỗ nào xuất hiện nhiều run thì đất ở đó tốt, tơi xốp và ngược lại dun đồng thời cũng là chỉ thị sinh học để đánh giá chất lượng môi trường bởi chúng thường tìm đến những nơi không bị ô nhiễm để sinh sống tận diệt dun đất sẽ làm mất cân bằng sinh thái theo chuyên gia phải cảnh tỉnh cho mọi người thấy mối nguy hại trước mắt và lâu dài của việc bắt dun đất bằng phương pháp hủy diệt này phải sửa lại một số điều luật bảo vệ môi trường bằng việc cấm các hành vi khai thác sử dụng bằng các biện pháp kích điện gây tổn hại đến môi trường và chất lượng phải xây dựng quy trình và phương pháp nuôi dun đất hướng dẫn người nuôi đăng ký và thực hiện truy xuất nguồn gốc để quản lý phân biệt giữa run nuôi và run bắt bằng biện pháp hủy diệt. Thưa quý vị, mới đây trong buổi họp báo, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, không xác định được bị hại do hành vi lừa đảo hoặc lợi dụng để vi phạm pháp luật nên Công an huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh chưa đủ cơ sở để khởi tố hình sự đối tượng Nguyễn Minh Phúc trong vụ việc giả nhà sư. Theo ông Lê Mạnh Hà, qua điều tra, công an thành phố Hồ Chí Minh xác định Nguyễn Minh Phúc, 40 tuổi, ngụ huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh là đối tượng giả nhà sư đã gây xôn xao dư luận thời gian qua. Phúc không phải là nhà sư, chỉ là một Phật tử bình thường. Ngoài giả nhà sư, Phúc còn tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép, làm giả giấy tờ con dấu của cơ quan tổ chức. Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, ông Phúc có tu học tại chùa Hoàng Pháp, huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2000 đến năm 2010 nhưng chỉ mới làm lễ quy y chứ chưa xuất gia. Đến năm 2010, ông này trở về địa phương huyện Củ Chi, tự lập chùa Ngộ Chân Tử để sinh hoạt tôn giáo trái phép. Ngoài ra, việc ông Phúc lập chùa lấy tên là Ngộ Chân Tử và tự xưng là Đại Đức Thích Tâm Phúc, trụ trì chùa Ngộ Chân Tử là trái phép đã bị cơ quan chức năng mời lên làm việc, xử phạt hành chính, yêu cầu gỡ bản hiệu chùa và đề nghị không tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép. Theo ông Hà, mặc dù đã bị xử phạt nhưng người đàn ông này vẫn tiếp tục sinh hoạt tôn giáo trái phép thông qua việc ngụy trang dưới hình thức thành lập các công ty, doanh nghiệp. Kết quả xác minh cho thấy tất cả các công ty trên đều không có hoạt động sản xuất kinh doanh và đã bị Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi tất cả các giấy phép. Riêng việc làm giả giấy tờ con dấu của cơ quan tổ chức của ông Phúc, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết Năm 2019, Công an huyện Củ Chi kiểm tra phát hiện tại nhà của đương sự có treo huân chương lao động và bằng khen được trao tại phòng khách. Đồng thời, ông Phúc khai nhận và cung cấp ba con dấu có hình chùa cổ và tiếng nước ngoài. Cơ quan chức năng đã tiến hành trưng cầu giám định xác nhận các huân chương và bằng khen trên đều giả. Tại đây, ông Phúc khai nhận được người khác làm tặng và treo trong nhà. Thượng tá Lê Mạnh Hà nói, Do không xác định được bị hại do hành vi lừa đảo hoặc lợi dụng để vi phạm pháp luật, nên Công an huyện Củ Chi đã tiến hành tịch thu các tài liệu trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự và thực hiện xử lý vi phạm hành chính theo quy định. Thưa quý vị, Tri Cục Kiểm Lâm Hà Nội đã phối hợp với chính quyền địa phương xử lý rất nhiều công trình vi phạm đất rừng sóc sơn, nhưng đất rừng vẫn bị xẻ thịt. Liên quan đến vụ việc, ngày 11 tháng 8, ông Lê Minh Tuyên, Tri Cục trưởng Tri Cục Kiểm Lâm Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã có cuộc trao đổi với báo chí về việc này. Từ đầu năm 2023 đến nay, huyện Sóc Sơn xảy ra 59 vụ xâm phạm đất rừng, trong đó có 36 vụ xây dựng trái phép, 21 vụ san gạt và 2 vụ khai thác đất lâm nghiệp trái phép. Theo ông Lê Minh Tuyên, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, hầu hết các vụ vi phạm xảy ra trên đất trống, không có hành vi chặt cây, khai thác cây rừng, Do vậy, hạt kiểm lâm số 4, chi cục kiểm lâm Hà Nội đã phối hợp với chính quyền xã lập biên bản yêu cầu dừng ngay việc sang gạt, xây dựng trái phép và báo cáo kịp thời Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn, chỉ đạo cơ quan chức năng và Ủy ban Nhân dân các xã xử lý theo thẩm quyền. Ông Tuyên bày tỏ xót ruột khi được hỏi về việc đất rừng Sóc Sơn vẫn đang bị xẻ thịt nghiêm trọng trong thời gian qua. Ông Tuyên khẳng định, phần lớn khu vực Hồ Đồng Đò, xã Minh Trí và Hồ Ban Tiện, xã Minh Phú đang thuộc quyền quản lý của huyện Sóc Sơn. Những nơi này có thực trạng xây dựng trái phép rất nhiều và thành phố đã chỉ đạo huyện phải xử lý. Liên quan đến phạm vi quản lý, ông Tuyên cho biết, theo phân cấp của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, toàn bộ đất rừng ở huyện Sóc Sơn là 4.445 hecta, trong đó huyện quản lý khoảng 2.300 hecta, còn lại ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to đến rất to. Một đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày sẽ xuất hiện ở Bắc Bộ từ tuần sau. Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa, mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 150 mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nguy cơ ngập úng tại nơi vùng trũng thấp và nguy cơ lũ quét sạt lở đất ở vùng núi. Trong các ngày từ 13 đến 16 tháng 8, miền Bắc có mưa rào và rông rải rác, nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất không quá 35 độ C. Riêng ngày 14 tháng 8, miền Bắc có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ C. Dự báo xa hơn, khoảng đêm 16 tháng 8, miền Bắc có thể đón mưa lớn trở lại, kéo dài nhiều ngày sau đó. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong một tháng tới, miền Bắc có thể đón mưa nhiều hơn trung bình nhiều năm, từ 5 đến 15%. Từ ngày 14 tháng 8, nắng nóng có khả năng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và kéo dài trong nhiều ngày tới. Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Thưa quý vị, liên quan tới vụ sạt lở nghiêm trọng ở Đắk Nông, các chuyên gia cho rằng cần khẩn cấp tiến hành ngay các giải pháp ngăn chặn nước chảy vào trong thân khối trượt tại khu vực ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại Đắk Nông. Sau khi mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn tỉnh này. Ngày 8 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục đối với hồ chứa nước Đắk Nơ Tinh, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Cờ Long sạt trượt khu vực Bonbukrak và Bonbukrang 1A, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức do mưa lũ kéo dài gây ra. Theo nhận định của liên đoàn bản đồ địa chất miền Nam, cả 5 điểm trên đều có hiện trạng là các cung trượt nằm ở nơi giao nhau của các đứt gãy. Các khu vực này đều có đặc điểm chung là bất ổn về mặt địa hình địa chất. Theo tiến sĩ Đỗ Văn lĩnh, liên đoàn trưởng liên đoàn bản đồ địa chất miền Nam, các khu vực sạt trượt này có dấu hiệu diễn biến phức tạp, cần thời gian theo dõi. Liên đoàn cũng đề xuất Đắk Nông nên đầu tư đề tài khảo sát cảnh báo và dự báo vùng nguy cơ sạt lở đất trên toàn tỉnh. Nguyên nhân là khi mưa xuống, một lượng nước sẽ ngấm vào đất, làm tăng độ ẩm, tăng khả năng trương nở của đất. Ngoài ra, địa hình ở Tây Nguyên đồi dốc cao khi độ ẩm tăng làm suy giảm độ bền của đất, làm lực cây trượt tăng lên cùng với áp lực trương nở bên trong khối trượt đẩy ra phía ngoài, gây hiện tượng trượt lở phát triển. Các vết nứt xuất hiện khi khối trượt đã hình thành. Vết nứt càng rộng và kéo dài thì khối trượt càng lớn. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Tân Văn chia sẻ, Độ ổn định sườn dốc thường do 3 yếu tố quyết định, thứ nhất là hình thái sườn dốc, đó là độ dốc, chiều cao, các chiều dài rộng. Thứ hai là tính chất cơ lý của đất đá tạo nên sườn dốc. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Tân Văn nhấn mạnh, khi con người tác động vào tự nhiên càng nhiều thì chính chúng ta phải gánh những hậu quả càng lớn do tự nhiên phản ứng lại. Thưa quý vị, liên quan đến sự việc phụ huynh tố nhà trường đòi tặng điều hòa máy chiếu, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì vừa bác thông tin và khẳng định Phụ huynh tự lập nhóm Zalo trao đổi bàn bạc các vấn đề học tập, trong đó không có sự tham gia của giáo viên chủ nhiệm. Sự việc do tài khoản Facebook Minh Nguyên đăng tải kèm theo hình ảnh về trường tiểu học Hữu Hòa, huyện Thanh Trì. Nội dung phản ánh việc phụ huynh muốn lắp điều hòa, máy chiếu trong lớp cho con phải ký cam kết tặng lại nhà trường khi các con ra trường. Tài khoản này cũng nêu băn khoăn tại sao phải cam kết việc tặng và những chiếc điều hòa, máy chiếu cũ, sao không để các khóa sau tiếp tục sử dụng nhằm tiết kiệm chống lãng phí đúng với môi trường giáo dục. Về việc này, trao đổi với báo chí, ông Phạm Văn Ngác, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Thanh trì cho biết, Ủy ban nhân dân huyện vừa có báo cáo xác minh thông tin phản ánh của phụ huynh trường tiểu học Hữu Hòa. Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì cho biết đã nhận được thông tin phản ánh của phụ huynh lớp 1A5, trường Tiểu học Hữu Hòa về việc muốn lắp điều hòa cho con phải cam kết tặng lại nhà trường, nếu không tặng sẽ không được lắp. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ủy ban nhân dân huyện đã thành lập tổ công tác gồm các phòng chức năng phối hợp Ủy ban nhân dân xã Hữu Hòa để kiểm tra, xác minh thông tin. Theo Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì, qua báo cáo tường trình của giáo viên chủ nhiệm lớp 1A5 và hiệu trưởng trường tiểu học Hữu Hòa đều khẳng định không có chỉ đạo, không phát ngôn yêu cầu hay bắt buộc các nội dung như thông tin trên mạng xã hội nêu. Kết quả gặp gỡ làm việc toàn thể phụ huynh các lớp 1 và đại diện các khối 2, 3, 4 đều khẳng định năm học này và các năm học trước, nhà trường, ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm đều không yêu cầu các nội dung như mạng xã hội nêu. Văn bản của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì đưa thông tin Tổ công tác gặp gỡ làm việc với chủ tài khoản Facebook Minh Nguyên, kết luận nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp 1A5 không nêu ra các vấn đề liên quan đến lắp đặt điều hòa mà do phụ huynh liên hệ cùng nhau tự lập nhóm Zalo để bàn bạc trao đổi các vấn đề liên quan đến học tập của con em, không có sự tham gia của giáo viên chủ nhiệm. Cũng qua trao đổi, chủ tài khoản Facebook Minh Nguyên đã hiểu và tự gỡ bài đăng của mình. Theo ông Ngác, như vậy các phụ huynh đã tự lập nhóm để bàn bạc trao đổi việc lắp điều hòa Nhà trường và giáo viên chưa có chủ trương về việc này. Thưa quý vị, dưới vỏ bọc của một cô gái trẻ thành đạt trên mạng xã hội, với hơn 300.000 lượt theo dõi, Võ Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1997, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, đã dễ dàng điều hành đường dây mại dâm nghìn đô. Đây là đường dây mại dâm quy mô lớn với sự tham gia của nhiều nữ tiếp viên hàng không và người mẫu ảnh. Theo kết quả điều tra ban đầu, Võ Thị Mỹ Hạnh, 26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp thường xuyên tiếp cận với nữ tiếp viên của nhiều hãng hàng không, các hot girl, người mẫu ảnh nổi tiếng. Từ đây, Hạnh xây dựng hình tượng cô gái trẻ thành đạt trên mạng xã hội với hơn 300.000 lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, thường xuyên phơi bày, phô trương cuộc sống sang chảnh, check-in, du lịch tại những nơi nổi tiếng, mua sắm đồ hiệu đắt tiền nhằm chiêu dụ các hot girl lười lao động, hám lợi, tham gia vào đường dây mại dâm do Hạnh điều hành. Sau đó Hạnh chỉ đạo gái bán dâm chỉ liên hệ trao đổi việc mua bán dâm qua các nền tảng mạng xã hội, thuê mướn xe hơi sang trọng để đưa đón gái mại dâm, chọn nơi bán dâm là các khách sạn, resort sang trọng. Cơ quan điều tra xác định hạnh quản lý trên 30 gái bán dâm, trong đó có các nữ tiếp viên của nhiều hãng hàng không và nhiều hot girl, người mẫu ảnh nổi tiếng với giá bán dâm từ 1.000 đến 3.000 đô la Mỹ một lượt. Ngoài việc môi giới cho gái bán dâm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, hạnh còn môi giới cho gái bán dâm đi tour, đi tỉnh với số tiền thu lợi rất lớn. Tại cơ quan công an, bốn gái bán dâm này khai nhận được hạnh môi giới bán dâm tại khách sạn kể trên với giá 1 ngàn đến 3 ngàn đô la Mỹ. Qua đấu tranh, hạnh khai nhận mỗi lần các cô gái bán dâm, khách phải trả 27 triệu đồng. Với khách đi qua đêm, mức giá khoảng 60 triệu đồng. Tú bà hạnh thu tiền trực tiếp qua chuyển khoản từ khách mua dâm và sau đó chuyển trả cho gái bán dâm. Mỗi lần môi giới thành công, hạnh được hưởng 7 triệu đồng trên một gái bán dâm. Ngoài việc môi giới mại dâm, hạnh còn trực tiếp tham gia bán dâm. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 8 năm 2023, theo quy định mới trong thông tư số 24 trên 2023, người dân vi phạm luật giao thông mà không đột phạt thì sẽ không được giải quyết đăng ký xe. Từ ngày 15 tháng 8 năm 2023, thông tư 24 năm 2023 bắt đầu được áp dụng. Nhiều điểm mới của thông tư 24 người dân cần lưu ý, trong đó có quy định chưa giải quyết đăng ký xe với các trường hợp vi phạm luật giao thông mà không nộp phạt. Cụ thể, theo khoảng 15 điều 3 thông tư 24 năm 2023, tổ chức cá nhân vi phạm trật tự an toàn giao thông mà không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì chưa giải quyết đăng ký xe. Sau khi chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm giao thông thì được đăng ký xe theo quy định. Theo cơ quan chức năng, với quy định này sẽ hạn chế được việc người vi phạm bỏ lại phương tiện hoặc bằng lái để không nộp phạt do mức phạt cao. Đồng thời, người vi phạm còn phải chịu mức phí bảo quản xe và bằng lái bị tịch thu trong thời gian vi phạm. Nên hiện nay, rất nhiều trường hợp sau khi bị lập biên bản, tạm giữ phương tiện hay giấy tờ đã bỏ lại. Đồng thời, thông tư 24 quy định thủ tục đăng ký xe lần đầu như sau. Chủ xe đăng nhập cổng dịch vụ công và kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu, nhận mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến, cung cấp mã này cho cơ quan đăng ký xe, đưa xe đến đăng ký và nộp giấy tờ của xe, chủ xe sau khi cán bộ đăng ký xe kiểm tra hồ sơ xe thực tế xe bảo đảm hợp lệ thì được cấp biển số theo quy định sau cấp biển số mới đối với trường hợp chủ xe chưa được cấp biển số định danh hoặc đã có biển số định danh nhưng đang đăng ký cho xe khác cấp lại theo số biển số định danh đối với trường hợp biển số định danh đó đã được thu hồi trường hợp xe hồ sơ xe không đảm bảo đúng quy định thì bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của cán bộ đăng ký xe tại phiếu hướng dẫn hồ sơ nhận giấy hẹn trả kết quả, nộp lệ phí đăng ký xe và nhận biển số xe. Trường hợp chủ xe chưa được cấp biển số định danh hoặc nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, trường hợp cấp lại theo biển số định danh tại cơ quan đăng ký xe hoặc từ đơn vị dịch vụ bưu chính công ích. Thưa quý vị, nhu cầu sử dụng dung đất khô lên tới gần 700 tấn mỗi năm, đẩy giá mặt hàng này tại thị trường Trung Quốc vọt tăng 10 lần. Thương lái Trung Quốc sang nước ta gom mua lượng lớn đem về chế biến ở Trung Quốc, run đất được gọi là địa long, rồng đất. Loại run này được coi là nguyên liệu trong y học cổ truyền từ gần 2.000 năm qua. Theo số liệu năm 2021, hơn 57% số run đất bán ra trên thị trường được sử dụng cho các nhà máy sản xuất dược phẩm. Các nhà thuốc đông y nhập khoảng 28,5%, số còn lại được dùng trong lĩnh vực xuất khẩu và thực phẩm chức năng. Nhu cầu sử dụng run đất tại Trung Quốc tăng mạnh qua các năm, từ 400 tấn vào năm 2010 tăng lên 675 tấn vào năm 2020 tương đương 6.750 tấn run đất tươi. 10 kg run tươi sấy được 1 kg run khô. Cũng bởi nhu cầu sử dụng cao đã đẩy giá run đất trên thị trường Trung Quốc tăng vọt. Một người chuyên thu mua run đất tại Trung Quốc cho biết, chỉ mấy năm trước, 1 kg run đất khô giá khoảng 70 nhân dân tệ, tương đương 9 đô la Mỹ, nhưng nay người mua phải trả với số tiền lên tới 280 đến 300 nhân dân tệ, tương đương 38 đến 41 đô la Mỹ, vẫn không có hàng để mua. So với thời điểm cách đây 20 năm, giá giun đất tại thị trường Trung Quốc đã tăng gấp 10 lần. Theo tiết lộ của chủ một cơ sở nuôi giun đất ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, dù đã mở rộng cơ sở nuôi của mình với sản lượng tăng gấp 5 lần ban đầu, nhưng nhiều thời điểm vẫn không đủ hàng để cung cấp cho thị trường. Doanh thu hàng năm của cơ sở nuôi giun này đạt 1,9 triệu nhân dân tệ, khoảng 264.000 đô la Mỹ. Ngoài giun đất từ các nguồn cơ sở nuôi tại Trung Quốc, người dân ở nhiều vùng đã dùng kích điện bắt giun đất ngoài tự nhiên. Việc săn bắt run đất còn được coi là con đường làm giàu ở nông thôn và gọi run đất là vàng sinh ra ở đất quê. Xong, săn run đất bằng phương pháp kích điện gây nhiều hậu quả nghiêm trọng với đa dạng sinh học và môi trường sinh thái. Nguồn run đất tự nhiên ở quốc gia này dần cạn kiệt, hành động kích điện bắt run cũng bị phản đối kịch liệt. Đây cũng là một phần nguyên nhân các thương lái sang Việt Nam gom mua run đất sấy khô với số lượng lớn. Kéo theo, tại nhiều địa phương ở nước ta, kích điện bắt run đất diễn ra rầm rộ và trở thành vấn nạn thời gian gần đây, khiến các nhà vườn bất an, phải cầu cứu chính quyền địa phương và các bộ ngành liên quan vào cuộc. Run đất tươi bắt về được bán với giá từ 50.000 đến 80.000 đồng một kg. Một đêm đi kích run đất bán cho các lò sấy có thể kiếm được hàng triệu đồng. Do đó, nhiều người bất chấp khuyến cáo của các cơ quan chức năng địa phương vẫn đổ xô đi kích điện tận diệt run đất. Trên mạng xã hội, hoạt động mua bán run đất cũng diễn ra tấp nập. Chỉ cần gõ cụm từ mua bán run đất, kết quả cho ra hàng chục hội nhóm chuyên mua bán run đất tươi và khô. Trong đó, hội nhỏ có vài nghìn thành viên, cũng có hội tới vài chục nghìn người tham gia mua bán. Trong các hội mua bán này, run đất sấy khô có giá dao động từ 700.000 đến 850.000 đồng một kg tùy loại, cũng có người bỏ xỉ với giá 900.000 đồng một kg. Lượng giao dịch thường ở mức vài chục cân cho đến vài tạ mỗi lần. Theo một số đầu mối bỏ sỉ run đất sấy khô, đa phần người bán đều là các lò sấy hoặc mối xỉ nhỏ lẻ. Các đầu mối lớn sẽ gom mua để bán lại cho phía thương lái Trung Quốc. Thời gian gần đây, do mưa nhiều, đất ẩm ướt nên run đất sinh trưởng và phát triển tốt. Hoạt động kích điện bắt run đất đem sấy khô bán sang Trung Quốc diễn ra nhộn nhịp hơn. Tuy nhiên, việc kích điện bắt run đất như hiện nay trở thành vấn nạn. Bởi hành động này không chỉ tận diệt run đất và các sinh vật có ích khác trong đất mà còn làm giảm chất lượng đất canh tác, gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng phát triển của cây trồng. Ngoài ra, dễ gây tai nạn ảnh hưởng đến tính mạng của con người và động vật. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng Trọt Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn gợi ý, nếu thị trường có nhu cầu cao, chúng ta hoàn toàn có thể nghiên cứu mở hướng chăn nuôi run đất thương phẩm. Theo ông, run đất là sinh vật bản địa, không thuộc hàng quý hiếm, có thể nuôi trồng quy mô lớn. Ở Trung Quốc cũng đã có những mô hình nuôi run đất cho thu nhập cao nước ta hiện nay chưa có mô hình nào nuôi run đất nhưng rất nhiều mô hình đã nuôi thành công run quế phục vụ nhu cầu tiêu dùng do đó việc nuôi run đất theo ông không phải chuyện quá khó song cần nghiên cứu kỹ để có quy trình nuôi sao cho run sinh sản nhanh sản lượng cao đảm bảo thu nhập cho người dân ông cường nhận định nuôi thành công tình trạng tận diệt run đất ngoài tự nhiên bằng cách kích điện như hiện nay cũng sẽ giảm dần